Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Lịch âm và lịch dương đều trùng với nhau. Tiến độ công trình sơn sửa mặt tiền của sân vận động Bạch Trai cũng đã hoàn thành đến 80% rồi. Bảng nội quy ra vào sân vận động mới được gắn. Cổng sân vận động bắt đầu được sát rồi. Bạt quay cũng được gỡ rồi. Đường Lạch Tray khi có các trận đấu thì thường xuyên tắc nghẽn khi mà cổ động viên ra về. Phía sau khán đài B thì vẫn chưa được sơn sửa lại. Mà chắc là việc này sẽ triển khai sớm thôi. Góc nhìn toàn cảnh về sân Lạch Tray. Đây là cửa 16 huyền thoại trên khán đài B này. Đây bao giờ cũng là sôi động nhất khi mà trận đấu diễn ra. Tiện thể thì mình review luôn là nhà vệ sinh nam. Bây giờ là không có ai ở trong đây nhá. Như trong khách sạn.